Sao? Nhìn tối nè. Tối om luôn. Tiết kiệm điện. 404. 404 này. 405. Nó tối nhỉ? 403, 21. Phải cùng ấy luôn. Thằng máy gớm vậy. Ủa? Sạch đó. Ủa? Bật cho anh cái điện này. Như là do nó... Tủ, mở tủ. Tủ bên này. Đó. Bật hết điện. Ủa? Lên là sao? Nhìn sạch sẽ quá chứ. Ừ, sạch rồi. Yeah. Chưa nhìn tường. À. Cái đứa này có thể nó hay là dọn vệ sinh chưa? Sinh rồi nhỉ? Trông rất là sạch. Rồi, vậy là biết nó chịu rồi. Chịu không? Chịu gì? Trong cái này được panel được. Như vậy là đam mê rồi anh. Nên là bỏ tay rồi hả? Này. Ủa? À, nó ở sạch đúng không? Đây đường này luôn. Gớm nhỏ cái đường này. Quần áo rộng đây. Tủ đẹp đấy. Thì nó bảo thấy cái cửa này đẹp này. Tủ để tivi cũng đẹp. Cái này kéo được hai bên. Đấy. Đẹp ha. Chụp đi. Tủ này, cái tủ này là hiếm nhá. Đúng không? Ở cái điều hòa phải hơi ấy ha. Hơi cũ. Hơi không, cũ. Không, cái này chê rồi. Bếp. Chê á? Em nhìn để em biết nó chê. Ờ. Đây là nhà vệ sinh. Nhà này nó cũ. Ừ. Trong nhà này chưa vệ sinh đâu, nhưng mà ý là cái đứa ở cũ nó cũng sạch sẽ nên nó được. Sạch sẽ đấy. Nó ở được như này thôi. Nó đi rồi nó dọn hết từ A tới Z luôn. Ờ. Nó còn để sẵn cả cái xịt cái thứ ở đây lại đây. Tủ này, ôi, máy giặt ở đây. Ok. Không, cái này xong dây lại chắc đẹp quá. Ừ. Nó dán lại cái này này. Cái tường này phải dán lại cái này lại thì mới. Dán lại nhìn mới ngay. Mới ngay nhìn. Ừ, chỉ có điều hòa cũ gì chắc là vẫn là cũ thôi. Không. Okay, à. À.